cô gái này chuẩn bị cho cái đùi gà lớn vào miệng. Cô tém gọn phần tóc mượt mà trên đầu để lộ ra cái miệng khổng lồ phía sau, nhét vào cái miệng anh đào nhỏ đầy răng nhọn. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 giây, chiếc đùi gà lớn chỉ còn lại khúc xương. Trong lâu đài cổ quái này, mọi đứa trẻ đều có siêu năng lực đặc biệt. Có một cậu bé phun ra rất nhiều ong bắp cày. Cô gái tóc vàng chỉ cần nắm chặt tay là có thể đun sôi ấm nước trong vòng 3 đến 5 giây. Còn cô bé này có thể khiến cà rốt phát triển với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ một củ có thể đủ ăn trong 8 ngày. Cũng có một số người bẩm sinh đã vô hình. Điều tuyệt vời nhất chính là cô nàng Julia xinh đẹp này. Cô phải đi đôi giày sắt nặng hàng trăm cân mỗi ngày. Thắt lưng của cô cũng được buộc bằng một sợi dây gai dày. Chỉ cần Julia cởi giày sắt ra cơ thể sẽ nhẹ như lông hồng. Nếu không được giữ bởi sợi dây này, cô chắc chắn sẽ bay ra khỏi vũ trụ. Những đứa trẻ này không thể bước ra ngoài lâu đài mỗi ngày. Chủ nhân của lâu đài là Sarah có khả năng điều khiển thời gian. Bà cũng có thể thay đổi hình dạng giữa chim và người theo ý muốn. Mọi thứ xuất phát từ 50 năm trước, một nhóm quái vật đột biến bất ngờ xông vào thị trấn. Chúng chỉ cần ăn mắt của người có siêu năng lực để biến thành con người. Tất cả các siêu cường đều sợ hãi và hoảng loạn. Họ chỉ có thể trốn trong lâu đài và ẩn danh. Hầu hết các nhà ngoại cảm không thể nhìn thấy sự tồn tại của quái vật. Chỉ có một người thực sự dũng cảm mới có thể nhìn thấy con quái vật. Thế là anh ta lẻn ra khỏi lâu đài và thách thức con quái vật. Thời gian trôi nhanh, ông ấy cũng trở thành một ông già. Ông lại kể câu chuyện này cho David mỗi ngày. Người dân trong thị trấn đều cho rằng ông già và cậu bé đều là người lắm lời. Ngay cả David cũng hoài nghi về lời nói của ông nội. Anh nghĩ chắc ông nội bị ảo giác. Không ngờ tai nạn lại xảy ra sớm. Ông nội bị kẻ xấu móc mắt và trở thành xác sống. Trước khi chết, ông dùng chút sức lực cuối cùng để nói với David rằng cháu hãy đến lâu đài giả tưởng để tìm cô gái xinh đẹp Julia. Sau đó cháu có thể biết toàn bộ sự thật của vấn đề. Vừa dứt lời, ông nội cũng chút hơi thở cuối cùng. Sau đó, David đã đi một quãng đường dài để đến nơi. Cuối cùng, lâu đài giả tưởng mà ông nội đã nói đến cũng xuất hiện. Khi vào trong lâu đài, anh lập tức chết lặng. Bên trong đã đổ nát và cỏ dại đang mọc ở đó. Không có người siêu năng lực như ông nội nói. Ngay khi David chuẩn bị về nhà, đột nhiên một cô gái xinh đẹp trong bộ đồ trắng xuất hiện phía sau anh. Ngoài ra còn có một vài đứa trẻ thò đầu ra nhìn lần nữa. David hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh này. Trong lúc vội vã chạy trốn, anh vô tình ngã xuống đất. Khi tỉnh dậy lần nữa, anh thấy một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Siêu nhân mà ông nói đến đã thực sự xuất hiện trước mặt anh. Ngay sau đó, cả nhóm cùng nhau tiến vào hang. Du hành ngược thời gian, anh cuối cùng đến được lâu đài giả tưởng. Không lâu sau, David gặp được cô gái Julia. Những người có khả năng đặc biệt cũng đang thể hiện tài năng của mình một cách trọn vẹn nhất. Thời gian ở đây mãi mãi cố định vào năm 1943. Mỗi ngày đều thú vị đến mức David cảm thấy rất phấn khích. Nhưng khi anh hỏi về ông nội của mình, Sarah không những không nói gì mà còn rất tức giận và cảnh báo anh ta đừng bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa. Để tìm ra bí mật, Julia đưa anh lặn xuống biển. Một con tàu bị bỏ hoang từ lâu được tìm thấy dưới đáy biển. David nhìn thấy Julia dùng miệng thổi cạn nước biển gần đó. Sau đó cả hai đi vào bên trong con tàu. Julia dễ dàng lấy ra chiếc hộp sắt mà ông nội cô đã truyền lại khi còn sống. Bên trong có nhiều chữ cái và rất nhiều ảnh. Để giải đáp những nghi ngờ, Julia đã đưa David trốn sau bụi cỏ. Họ thấy Sarah cầm chiếc cung được tổ tiên truyền lại hơn 19 đời. Ngay sau đó, một con quái vật cực kỳ ghê rợn chạy đến chỗ cô. Hai người họ sợ hãi với cảnh tượng trước mắt. Không ngờ, Sarah xinh đẹp lại giương cung lên và bóp cò. Con quái vật bị lưỡi dao sắc nhọn xuyên qua đầu ngay lập tức. Hóa ra loại quái vật này chỉ có một số ít người có năng lực đặc biệt mới có thể nhìn thấy. Và David được thừa hưởng siêu năng lực của ông nội. Vì vậy bây giờ anh ấy nhìn thấy sự tồn tại của quái vật. Ngày càng có nhiều quái vật, Sarah biết rằng lâu đài giả tưởng sẽ gặp khủng hoảng bất cứ lúc nào. Họ phải tìm nơi an toàn tiếp theo. Julia yêu cầu David rời đi cùng cô ấy. Nhưng vì bố của David vẫn sống ở một thị trấn nhỏ nên không thể buông tay, anh nhanh chóng trở về thế giới thực. Khi đến nơi, anh thấy một xác chết nằm trên tảng đá, trông giống như một người đã bị lấy đi cặp mắt. Có vẻ như những con quái vật đã bắt đầu hành động. Hoảng hồn, David chạy trở lại hang động. Anh muốn quay ngược thời gian và báo tin này cho Sarah. Không ngờ phía sau lại có một cô gái trung niên đi theo. Anh thấy cô ấy cởi bỏ kính áp tròng để lộ đôi mắt sắc bén. Và người đàn ông này là Kerman, người điều khiển quái vật. Hắn ta đã ăn mắt của rất nhiều người siêu năng lực. Chỉ khi đó chúng mới có thể duy trì được diện mạo của con người bình thường bây giờ. Kerman dùng tính mạng của David như một lời đe dọa. Hắn ép Sarah phải vâng lời. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc biến thành một con chim thời gian. Không chút do dự bay vào chiếc lồng đã được chuẩn bị sẵn. Dù vậy, hắn không hề có ý định để bọn trẻ đi. Sau đó, hắn cho quái vật bắt đầu tấn công lâu đài. David nhặt chiếc nỏ mà Sarah đã sử dụng trước đây, quyết chiến đấu đến chết với quái vật theo cách riêng của mình. Ngay cả cửa ra vào và cửa sổ trong biệt thự cũng bị đóng chặt. Chúng vẫn rất dễ dàng đột nhập vào đây, nhưng chỉ một số ít người siêu năng lực mới có thể nhìn thấy sự tồn tại của chúng. Đúng lúc con quái vật đang tấn công một chàng trai khác, David là người duy nhất có thể nhìn thấy quái vật, anh trực tiếp bóp cò trong tay. Con quái vật bị thương nặng nhân cơ hội đó bỏ chạy. Đột nhiên một chiếc máy bay ném bom bay từ trên trời xuống. Trong 3 đến 5 phút nữa, lâu đài sẽ bị thổi bay xuống đất. Các học viên nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa sổ, những con quái vật hung dữ vẫn đang tấn công từ phía sau. Vào thời điểm quan trọng, một máy bay chiến đấu thả một quả bom cực mạnh. May mắn thay, vào thời điểm quan trọng, Julia đã cởi giày sắt ra, nhờ vậy mà họ đã thoát khỏi thảm họa. Để cứu Sarah, hãy làm thời gian tổ chức lại.
David quyết định đưa Julia vào trung tâm thành phố để tìm cách. Chẳng mấy chốc hai người đã đến khu vui chơi giải trí. Số lượng lớn quái vật được phát hiện trong rạp xiếc. Kerman, thủ lĩnh của các quái vật cũng có mặt ở đây. David nắm sợi dây và thả Julia lên không trung, sử dụng cô để dụ quái vật ra ngoài. Quả nhiên có rất nhiều quái vật truy sát đuổi theo. Thấy thời cơ đã đến, mọi người ẩn náu trong bóng tối bắt đầu tấn công điên cuồng. Sau khi vứt đi rất nhiều bột mì và kẹo đủ màu sắc, những con quái vật vô hình cũng lộ diện. Giây tiếp theo, một nhóm xương khô vội vã tham gia trận chiến, phát động đòn tấn công điên cuồng vào lũ quái vật. Sau một cuộc đấu tranh quyết liệt, lũ quái vật cũng bị tiêu diệt thành từng mảnh. Những người trong rạp xiếc bên kia cũng không hề nhàn rỗi, họ sử dụng kỹ năng của mình để ép Kerman vào bia mục tiêu. Mike nhân cơ hội phun ra một lượng lớn ong bắp cày. Hai cô gái bạch tạng tháo mặt nạ ra, sử dụng tuyệt chiêu hóa đá của tổ tiên để tiêu diệt quái vật ngay lập tức từ trên không. Chẳng bao lâu David và Julia đã xuống tầng hầm. Tuy nhiên, Kerman đã chặn đường anh ấy. Julia chỉ thổi hai lần bằng miệng, Kerman bị đóng chắc chắn vào tường. Vào thời điểm quan trọng, David đã kịp thời mở lồng chim để thả con chim thời gian ra. Julia lúc này đang thở không hơi nữa, Kerman mới thoát khỏi thảm họa. Julia và Mike chuẩn bị tiến sâu vào căn phòng bí mật. Không lâu sau, họ thấy hai anh chàng David trông giống hệt nhau. Một trong số họ chắc chắn được biến thành từ Kerman. Hiện tại không ai có thể phân biệt được. Ngay lúc đó, một con quái vật bước vào. Thực sự, họ có thể thấy rõ con quái vật đang đến và xui thay con quái vật cũng coi Kerman như một món ăn. Hắn ta ngay lập tức bị bóp cổ và đưa về miệng nó. David nhân cơ hội bắn chết con quái vật thành công giải cứu mọi người. Sau đó, David trở về quá khứ thành công thông qua vòng lặp thời gian. Anh đã được đoàn tụ với người ông đã mất từ lâu của mình. Rồi anh du hành xuyên thời gian và sống một cuộc đời tươi đẹp với Julia. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Mê Phim Review. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.